Đấy, em chuẩn bị vào những cái thùng này cho các bác đây. Chút nữa em Tuấn sẽ test cho các bác nhé. Sẽ test cho các bác những chiếc chó kèn khủng này. Phải nói là chó kèn khủng. Cái đường kính của con chó kèn này từ mép này sang bên này là 98 ạ. Nếu mà tính tổng chiều cong của nó là cả 1 mét. Hiện tại là em có 4 màu cho các bác. Ở đây là những đơn hàng em đóng đi đi xa, đi rất là xa. Đi sang cả Lào các bác ơi. Có một đơn đi nước ngoài, Đấy, những chó kèn này. Đó nha. Đóng đi cho các bác như này, bác yên tâm đi. Phải đóng như thế này bác ạ. Mỗi một thùng cái thùng này, cái thùng bao nhiêu cái thùng này? 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6 này. Chiều dài này 1m2. Chiều ngang này 1 này, 2, 3 này. Hơn 70, chiều ngang này hơn 70. Thì các bác biết là cái vật liệu em phải chi và tốn kém như thế nào đúng không? Tốn kém như thế nào cái này rồi. Đấy. À đây là những cái chó kèn này em sẽ làm một cái bản test cho các bác luôn nhé. Sẽ làm một bản test cho các bác phê với những dòng chó kèn này luôn. À, bộ chó kèn như thế này với bác nào lấy màu này, màu nào cũng như màu nào thì cũng vẫn giá tiền đấy, nhưng mà nó có những màu vàng này, bác nhìn em phải kè này, không kè này đi hỏng hết bác ạ, không kè đi hỏng hết, bác nhìn xốp dày 5 phân luôn, mà không phải là xốp mềm, xốp cứng luôn ạ. Phải chơi loại này mới chịu nổi. Thật ra nó chịu gì để nó bảo vệ cái chó kèn này. Một bộ chó kèn này, một đôi chó kèn này có mức giá là 9.900.000. 9.900.000. Đấy. 9.900.000. Nhìn chưa? Bác nhìn chưa? Cái từng cái lỗ này, một lỗ này của nó là một gang tay rồi này. Một gang tay tức là 20 cm. Đây là lỗ ở góc. Lỗ chính giữa của nó hơn một gang. Lỗ chính giữa là 22. Đây. Đẩy này cho bác nhìn nhé. Đấy, bác nhìn chưa? Lỗ chính giữa của nó là 22. Đấy, để em nhấc ngửa cái kèn này lên cho bác xem này. Đấy, nhìn chưa? Nhấc ngửa kèn nhìn chưa? Nhấc ra ngoài xem nào. Đấy, kèn thì nhìn này. Nhìn chưa? Mà nhìn chưa? Đây phải đóng như này không? Lấy cái kéo cái rạch cho các bác nhìn qua đã, không mất công quay, rạch ra cuốn lại, xong cuốn lại cho khách đi, rạch cái vào đây để bóc ra cho các bác xem cho nó chi tiết luôn, nó có mấy màu, vì xong là mình cuốn lại sau. Đó. Cuốn lại sau các bác nhé, các bác nhìn này, cái tóa này. Đây, làm một đường vào đây, dọc thẳng bên này có là xong. Thế là bánh ra. Các bác nào gọi thông cảm nhá, chút nữa. Tí dậy cuốn lại sau vậy. Bóc xong, cái này đi cho các bác ạ. Các bác nhìn chưa? Nào, xong phê chưa? Thôi, cắt hết các bác này, kéo ra đấy, còn ra hết mà. Nó ra được, nó dãn. Đấy, chưa? Bác nhìn phê chưa? Nào. Ui trời trời. Bác nhìn phê chưa? Đây ạ, cái đường kính gang của lỗ của nó đây, hơn 20. Bác nhìn gang tay em biết. Thì bác mới biết rằng là đường kính của con này hơn 1 mét luôn. Nhìn ở điện thoại, ở ngoài 10 thì trong điện thoại nó chỉ còn 4, 5, 6 thôi. Có nghĩa là nó giảm cái kích thước thực tế khi qua máy quay rất là nhiều. Nên là cái đường kính của cái chó kèn bác nhìn nhé. Một gang tay em gang này. Này, mỗi chóa này hơn một gang nhé. Một gang của em là 20 đến gần 21. Thì đây là 22 này. 22 này. Một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ, năm lỗ. 52 là 10 thì nó không là hơn 1 mét à? Đúng chưa ạ? Đây đó, đường kính đây nữa. Đường kính này này. Đường kính này 19 này. 20 này, 19 đấy. 39 ha. Nhìn chưa? Anh nhìn thấy chưa? Khủng chưa ạ? Đấy. À, với những chiếc đôi chó kèn như thế này, có nghĩa là hai chiếc như thế này có mức giá là 9.900.000. Bởi vì là thật ra chính thức giá của em nó ấy, giá của em nó nếu như bác nào nhé, nếu như bác nào
có xe em gửi xe cho bác, không phải cái thùng này nữa, thì các bác chỉ hết hơn 8 triệu thôi. Em trừ hẳn cho 1 triệu, 8 triệu 9 nhé. 8 triệu 9, bởi vì là tại sao? Em đóng một cái thùng này đi cho các bác là mỗi một cái loa này em đóng một cái thùng này rồi. Thì bác biết là cái thùng này bây giờ các bác cứ ra chợ bác mua một cái miếng xốp để bác ép lên trần như thế này bác đã mất mấy trăm nghìn thì chưa phải nói chuyện là thùng xe. Em tôi chỉ nói như vậy là các bác biết rồi đúng không ạ? Bác chỉ cần mua cái miếng xốp dày. Thế em nói thật, những cái xốp ép trần của bác ấy còn mềm nhé, xốp này ấy, nó còn đắt gấp đôi của xốp này, xốp cứng chứ còn xốp mềm nhé. Đấy, thì bác biết là cái giá trị em làm cái thùng để đưa đi cho bác như nào. Nhưng thành ra là cái thùng này nó giá vận chuyển độ. Còn bác nào mà nếu như ở Hà Nội chẳng hạn, bác nào ở Hà Nội nhá, em có xe tải em gửi thẳng cho các bác thì em sẽ trừ hẳn cho bác 1 triệu, 1 triệu một đôi này luôn. Bởi vì em Tuấn nhớ rằng là một đôi kèn này bác em đóng đi cho các bác thì em phải mất hai cái thùng này, nhưng mà khi em gửi thẳng xe tải cho các bác thì là xe tải chạy đây xuống đấy họ không va chạm gì cả thì các bác sẽ được rẻ nhé. Bác chú ý hộ em nhé. Em Tuấn, nếu như bác nào ở khu vực phía Bắc, có nghĩa là em gửi được xe tải về Hà Nội, Hà Nội để chuyển đi các huyện cho các bác, gửi được xe tải các bác không phải mất cái thùng này thì bác rẻ được 1 triệu. Em cứ nói luôn đi cho nhanh, bác rẻ được 1 triệu nghìn, 1 triệu đồng nhé. Có nghĩa là một đôi này hiện tại đi xa cho các bác, cái thùng này của em đóng mất 700 mấy hay 900 mấy, lại chưa tính xốp các thứ nữa. Nên thành ra là ở đây em cứ khuyến khích các bác là em giảm cho, nếu bác nào không lấy thùng này, không lấy cái vỏ thùng này, em giảm hẳn cho 1 triệu đi. Em khuyến khích cho các bác ở gần nó thích. Còn con này cũng vậy, con này là cái màu khác nhé. Đấy, đây, nhìn này, con này màu nó bác nhìn nhé. Con này cũng y như vậy, nhưng màu này, màu này là màu cánh gián, nó sẽ đẹp hơn. Em không muốn bóc nữa, bóc nhiều ra quá đây bác, nó bóc nhiều ra quá, kích thước thì như vậy, bóc nhiều ra quá thì thành ra tí em lại phải quấn đi đóng hàng giao cho khách, nó mất việc. Cái đường kính của nó nhá, trai từ bên này sang bên này, bác chú ý hộ em nhé. Nó là 98, còn nếu mà tính theo kiểu đường cong này này thì nó hơn 1 mét nhé. Tính theo kiểu cong này này, cong này nó hơn 1 mét cơ. Đấy, chứ không phải là 98 nữa. À, như thế này, ví dụ như là một đôi này mà gửi đi Sài Gòn thì đa số là các bác phải mất thêm tiền thùng xốp thùng này cho em rồi, bởi vì đóng thùng nó rất là tốn kém. Đấy, nhưng mà để đến nhà các bác thì sẵn chơi thôi, cái gì thế thôi, mình chơi những cái mặt hàng đến tay của mình nó còn đẹp, còn ngon, còn zin đẹp hết thì không có lý do gì cả, đúng không ạ? Quá đẹp cho các bác luôn ạ. Đấy bác nha, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Nếu các khu vực ở phía Bắc có thể gửi xe khách, xe tải chứ không gửi xe khách được. Con này không gửi xe khách được đâu bác ơi, gửi xe khách cũng chiếm mất 2 cái ghế rồi. Có khi cũng gửi được, gửi xe khách cũng được nhưng chiếm ghế bác là cướp. Gửi được xe khách thì các bác sẽ đỡ được 1 triệu nhé. Thì lúc đấy nó chỉ còn 8 triệu 9 thôi, vì cái thùng này em không phải gửi đi cho bác nữa. 8 triệu 9, ok cho bác. Đấy, cứ nói thế cho nó rõ ràng được chưa các bác?